Chiều 6 tháng 10, Sở LTBSS Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện quyết định 812 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về quy định cơ chế phối hợp tập trung trẻ em, người lang thang, xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị có ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở LTBSS Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Thinh, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đình Dương, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đại diện phòng LTBSS các quận huyện, TP, Thủ Đức và lãnh đạo các trung tâm bảo trợ xã hội trực thuộc Sở LTBSS Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại hội nghị này, ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông chưa đồng tình việc hội nghị lần này không có sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận huyện, TP, Thủ Đức. Trong thành phần mời của Sở LTBSS Thành phố Hồ Chí Minh có thường trực Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và TP, Thủ Đức PV. Thay vào đó, ở hội nghị chỉ có chuyên trách của phòng LTBSS đến dự để về tham mưu lại cho Ủy ban Nhân dân. Ông Cao Thanh Bình nói ông sẽ có phản ánh, kiến nghị với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này. Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội nghị trọng nghĩa theo ông Bình, những nội dung tại hội nghị này đều có thể kiến nghị ở các cuộc họp về kinh tế xã hội hàng tháng của Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện quyết liệt hơn, và trách nhiệm đó thuộc về các lãnh đạo chủ chốt của các quận huyện. Nếu bây giờ chúng ta cứ bàn, cứ thảo luận nội dung này, vậy rồi ai nghe? Trách nhiệm của các đồng chí chuyên trách LTBSS về tham mưu với lãnh đạo địa phương có yên tâm không? Hay là tham mưu rồi thì vấn đề vẫn nằm trên bàn giấy? Cái này cần phải xem trọng, ông Bình nói. Hội nghị sơ kết 6 tháng việc thực hiện quyết định 812 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trọng nghĩa. Ông Bình cho biết, theo báo cáo thì các quận, huyện và TP, Thủ Đức đều có kế hoạch thực hiện về quyết định 812. Tuy nhiên, ông đặt câu hỏi liệu có bao nhiêu quận, huyện và TP, Thủ Đức tham mưu cho quận ủy, thành ủy TP, Thủ Đức để ban hành các văn bản liên quan công tác tập trung người lang thang, xin ăn. Các hội, đoàn thể có kế hoạch để phối hợp thực hiện chuyện này không? Những vấn đề khó, vướng sẽ tự thân giao cho phòng LTBSS thực hiện hay là được đưa vào các cuộc họp kinh tế xã hội và các cuộc họp ban chấp hành đảng bộ các đơn vị để chỉ đạo toàn hệ thống chính trị vào cuộc, ông Bình nêu ý kiến. Theo ông Bình, trong 6 tháng đầu năm 2023, số lượng người lang thang, xin ăn được tập trung có tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên đây là giai đoạn Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện nên số trường hợp tăng là điều dễ hiểu. Song cần phải phân tích rõ trong con số 894 người lang thang, ăn xin được tập trung vào các cơ sở xã hội có bao nhiêu trẻ em, người cao tuổi, người được tập trung lần hai, để có hướng xử lý thích hợp như giao cho cơ quan đơn vị thường xuyên quản lý hoặc tham mưu cho địa phương thực hiện cụ thể. Cần phân tích thêm để thấy được có sự liên thông, kết nối giữa các địa phương không, khi có trường hợp người lang thang, xin ăn đi lang thang, xin ăn trở lại. Hay là chúng ta mất rất nhiều thời gian để tập trung vào các cơ sở xã hội rồi sau đó, chỉ trong một thời gian rất ngắn, có trường hợp qua địa bàn khác hoạt động. Ông Bình cho hay và gợi mở một số giải pháp khác như ứng dụng công nghệ thông tin để người dân thuận tiện phản ánh, huy động sự tham gia của các hội đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội. Giám đốc Sở LTBSS Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Thinh phát biểu về công tác tập trung người lang thang, xin ăn tại Thành phố Hồ Chí Minh trọng nghĩa giám đốc.